Chào cả nhà YouTube, ngày hôm nay là ngày gì mà hoa trên đường nở lắm đến như vậy? Thì chắc hẳn là đến mùng 8 tháng 3 và tháng 3 rất nhiều hoa nở. Nhưng không có loại hoa nào nở bằng sàn ô tô Việt Nam. Quý vị ơi, quý vị hãy đi theo em nhé để xem sàn ô tô Việt Nam có những bó hoa nào đẹp mà cô bạn đang muốn hướng dẫn các anh chàng đến nơi để mua hoa, vừa rẻ vừa đẹp mà lại không phải vứt bỏ, mà lại còn có những cái mà như nào ta, sử dụng công năng mục đích của mình rất ok. Và máy quay đưa gần lại đây để chúng ta cùng đi nào. Rất nhiều. Thắng ơi khách em ơi, một bông hoa tươi thắm được trang bị rất ok, đó là chiếc xe gì? Xe gì mà có carbon 60 đẹp đến như vậy? Nói nhỏ cho quý vị biết được nha, đây là chiếc xe Toyota Camry được sản xuất năm 2017 với một động cơ chỉ có động cơ chỉ có 2.0, đạt chạy 5 phút nhá. Sản xuất năm 2017 chạy 4.5 vạn. Em Hương chào bán cho chiếc xe này giá 710 triệu đồng cho ngày hôm nay. Fix cho chị em 10 triệu để các chị em thúc mông để cho anh chồng mình mua cho mình chiếc xe Camry giá đẹp đến như vậy nhá. Với giá trị thị trường thì năm 2017 giá nhiều tiền, mấy mương chào bán với giá 415 triệu đồng cho chiếc xe Chevrolet Cruze 2017 LTZ. Với một em LS cởi trần cực kỳ xuất sắc, sản xuất năm 2009 và đăng ký năm 2010. Động cơ 2.5 mà em Hương chào bán với giá chỉ có là 1.080.000.000. Đẹp, nâu, SUV, cực chất. Với giá trị cho chiếc xe rất ok. Năm 2014 giá trị rất cao. Em Hương chào bán với giá 680 triệu đồng GLK 250. Với chiếc BIM 320i sản xuất năm 2013 với giá 565 triệu đồng. Land Rover, một chiếc xe SUV Anh Quốc, đến từ Anh Quốc nha, sản xuất 2014, em Hương chào bán với giá 995 triệu đồng. Cực đẹp, cực chất, 780 triệu đồng cho chiếc xe Fortuner, sản xuất năm 2017, nhập Indonesia. Màu xanh Kawasaki, sản xuất 2021 và đến 2023 vẫn chưa hết mốt. Vì lý do gì mà không hết mốt, quý vị, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chiếc xe như thế nào mà không hết mốt nhé. Với một động cơ cực kỳ nhỏ nhắn, xinh xắn, động cơ 1.5 kết hợp với AMG la răng đa chấu, một màu xanh Kawasaki hot cho năm 2021 đến 2023 chưa hết mốt, mà giá trị thì lại rất ưu ái cho nó với 1.150.000.000 thôi. Tiền ít thịt nhiều, 585 triệu đồng cho chiếc xe Honda CR-V được sản xuất năm 2015, đầy đủ ra tốp, động cơ 2.0. Với một động cơ 2.0 với 1.6 thì rất nhiều, nhưng một chiếc xe đến từ Hungary thì cực đẹp, đó là GL45, đó là GLA45 quý vị nhé, được sản xuất 2016, 1.180.000.000. Với giá trị thị trường rất là ok thì với một chiếc xe Mercedes-Benz hơn 200 triệu xuất hiện, đó là E240, một dàn lốp Michelin dày dặn, cực xịn. Chúng ta đưa máy quay về đây nào. 765 triệu đồng cho chiếc xe Toyota Camry 2017 Q. 765 triệu đồng thôi mà đã có chiếc Q đi rồi mà. Lala Touré Hàn Quốc với giá 415 triệu đồng mang tên em Ánh Đào. Rất đẹp đúng không quý vị? Bấm rất hên. Đấy. Giá thì rất tuyệt vời. Động cơ 2.5 như con Camry mà giá chỉ hơn 400. 680 triệu đồng cho chiếc xe bán tải Wajek 3.2. 680 triệu đồng nha.
Em bán hết xe rồi này. Một lúc nữa là chiều em giao mấy con nó lại hết luôn đấy. Các bạn có chiếc xe nào mà không đi đến thì nhấc máy gọi ngay cho em Hương để em Hương mua nhé. Còn đây là một chiếc xe cực đẹp này. Đó là chiếc xe LS460 2010. Em Hương chào bán với giá 1 tỷ 190 triệu đồng. Còn bác Vượng ngoài đường thì chưa kịp lên sóng, chưa kịp quảng bá thì đã đến với em chủ Thanh Hóa mất rồi. Và một lần nữa thì quý vị chỉ cần nhấc máy gọi ngay cho em Hương của mình là 0917399798 hoặc website sanotovietnam.com để biết thông tin chi tiết của những chiếc xe chào bán tại sàn. Một lần nữa em Hương gửi đến quý vị như vậy và xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin thân ái.